làm gì bà? Không có mặt tôi á thì bà khóc nhỏ xíu à? Thấy cái mặt tôi cái bà khóc rú lên vậy là sao? Tôi chịu hết nổi rồi. Ông có chịu đi tìm con Xuân liền về đây cho tôi không? Nè nghe, bà vừa vừa phải phải thôi á. Bà có biết tiếng khóc của bà nó rú lên lớn vậy á, y chang tiếng xe có mấy thằng đầu xanh đầu đỏ mà nó đua ở ngoài đầu xóm mà bà biết không? Cái gì vậy? Ông nói gì kỳ vậy? Vừa phải thôi nha. Ông nói gì nghe được hay sao á? Sao ông nói tiếng khóc của tôi lại giống tiếng đua xe được? Giờ ông muốn sao? Nè ngang, bà đừng có thấy tôi hiền, tôi nhịn bà bao nhiêu năm qua rồi bà tưởng tôi sợ bà nghe không? Bây giờ ông có tin là tôi cho ông trận không? Cho ông trận luôn bà, nè. Bà nè. Bà muốn làm gì tôi? Tôi bỏ đó xuống. Muốn hành hung hả? Vợ bảo hành chồng hả? Được rồi, bà vô bà lấy cái tờ giấy kết hôn ra đây cho tôi. Ông tính ly dị tôi hả? Giờ thấy tôi già rồi, xấu xí rồi ha, hết nhan sắc rồi, chơi cái trò qua cầu rút ván phải không? Ông tưởng ông là ai chứ? Trời ơi, ông tưởng ông là Quách Phú Thành chắc. Thôi đừng nói nhiều nữa, vô lấy tờ hôn thú ra đây đi. À, ông muốn ly dị phải không? Được. Muốn ly dị hả? Tôi sợ gì? Ông biết tôi ngang hả? Chờ một chút, có liền cho ông coi. Có liền cho ông coi. Đây nè. Ông muốn ly dị hả? Làm đi, làm đi. Tôi ký cho ông coi. Ông tưởng đâu tôi ngán ông hả? Nè, bây giờ bà nhìn vô đây đi, bà đọc thử đi, bà là cái gì của tôi? Là gì là sao? Thì bà đọc đi, đọc tôi nghe thử coi. Thấy đường không? Đó, bà là cái gì của tôi? Vậy nè, trong này ghi là ông Nguyễn Văn Thanh là chồng. Ờ. Đó, bà Nguyễn Thanh Dân là vợ. Ờ, đó, bà đọc tới đó bà hiểu chưa? Tôi đọc mà tôi không hiểu gì hết trơn á. Vậy mà bà cũng chưa hiểu nữa. Bây giờ á, bây giờ là có cái gì á thì ông nói đại đi. Ông muốn ly dị á thì nói đại đi, bà đặt vòng vo hoài. Nè, trong này người ta ghi rõ ràng rồi nha, bà Nguyễn Thanh Dân là vợ. Ừ. Bà là vợ của tôi. Ừ. Chứ không phải bà là bà nội của tôi. Nghe, đừng có thấy là mấy chục năm rồi tôi thương bà rồi tôi nhịn nhục bà, rồi bà được nước bà trèo, hở hở ra là bà hành hung tôi à. Bữa nay là tôi chịu hết nổi rồi, tôi không có nhịn nữa đâu nha. Ờ, cái ông mắc dịch, đứng lại coi. Nói ông lại tôi rồi ông xài cái chiêu này phải không? Xài chiêu này phải không? Tụi này lại thích giở trò gì nữa đây? Em tao đâu? Mày bình tĩnh, làm gì mà nóng vậy? Tụi mày làm gì em tao hả? Ừ. Đi đã. Đi. Xuân. Anh Hùng. Mẹ kiếp, tụi mày không giữ lời. Mày đã giữ lời với tụi tao thì tụi tao cũng giữ lời với mày thôi. Xuân.
Đi tụi bay. Dạ. Có anh rồi, em đừng sợ nữa. Đưa đây. Em có làm sao không? Anh Hùng ơi, em sợ lắm. Qua anh ở đây, em không sợ gì hết, nghe không? Qua anh ở đây rồi. Xuân à, tụi nó có làm gì em không? Nói anh nghe đi, hả? Trời đất ơi, mau nói cho anh nghe, tụi nó làm gì em hả? Tụi nó có làm gì em không? Đừng có giấu anh, nói cho anh nghe đi. Em sợ lắm. Không sao, có anh ở đây rồi, không sợ gì hết. Sao anh ấy lại không nghe máy mình? Không lẽ anh ấy không muốn gặp mình sao? Alo? Sao vậy? Thôi được rồi, tao biết rồi. Mày cứ ở đó đi, tao tới liền nha. Anh ơi, em sợ lắm. Không sao, có anh ở đây rồi, không sao hết, nghe không? Đừng sợ nữa. Cố lên em. Anh Hùng. Gì vậy em? Anh hứa với em một chuyện nha. Em muốn nói chuyện gì? Anh về nhà đi. Anh về với ông bà ngoại, với em. Đừng có làm chuyện phi pháp nữa. Xuân à, em đang nói cái gì vậy? Gì vậy hả? Em biết hết rồi, biết hết tất cả những chuyện anh làm rồi. Đừng có giấu em nữa. Em... thì ra thằng Thắng Thẹo nói cho em biết đúng không? Nó nói dối đó, em phải tin lời anh. Không có chuyện đó đâu, em phải tin lời anh chứ. Nó nói dối hay là anh nói dối? Nếu như anh không làm chuyện phi pháp thì tại sao anh lại nghe thằng bọn nó để cứu em chứ? Anh nói đi, anh làm những chuyện phi pháp có đúng không? Anh nói đi. Anh Hùng. Thôi được rồi, anh nói. Nhưng mà Xuân à, anh cần thời gian. Em cho anh thêm thời gian được không? Anh bỏ hết tất cả đi, về với em với ông bà ngoại đi. Em lớn lên không ai bên cạnh, không cha không mẹ. Bây giờ em chỉ có một mình anh là người thân duy nhất. Em không muốn mất anh đâu anh Hùng ơi. Nguy hiểm lắm anh ơi, làm những việc Xuân đó à, em đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Thật tình lúc nào anh cũng muốn ở bên em. Lúc nào anh cũng muốn ở bên ông bà hết. Chỉ trừ khi em coi thường những việc anh làm không đàng hoàng. Dạ, em không xem anh là anh trai của em nữa. Sẽ không bao giờ em có suy nghĩ đó đâu. Em chỉ muốn anh về nhà cùng với em, cùng ông bà ngoại. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tất cả mọi người, gia đình sẽ ở bên cạnh anh. Anh Xuân phải à, nhớ như vậy. Anh hiểu mà. Anh phải về nhà. Xuân, Xuân à, em làm sao vậy hả? Tụi nó làm gì em? Em làm sao vậy Xuân?
Xuân, em có sao không? Em không sao. Em sao vậy? Em bị đau lưng thôi. Thỉnh thoảng em vẫn hay bị như vậy. Không sao, không sao. Đã có anh ở đây rồi. Em đỡ chưa hả? Em đỡ đau chứ Xuân? Anh Hùng ơi, có khi nào anh nghĩ tới em và ông bà ngoại không anh? Em nói cái gì vậy? Lúc nào anh cũng thương em, lúc nào anh cũng thương ông bà ngoại hết. Thôi, khuya rồi, bây giờ mình về đi. Ông bà đang chờ, ông bà lo lắng đó. Em à, bây giờ mình về, nhưng mà em phải hứa với anh nghe không? Tuyệt đối giữ kín chuyện này, không được nói chuyện của anh cho ông bà biết, nghe không? Nhưng mà anh phải hứa với em, đừng làm chuyện phi pháp đó nữa. Thôi được rồi, anh hứa mà. Em biết không, đã nhiều lần anh muốn bước chân ra khỏi giới giang hồ rồi. Anh muốn có cuộc sống bình yên kìa. Nhưng mà vẫn chưa có được, em hiểu không? Anh Hùng ơi, nhưng mà em... Thôi được rồi, bây giờ mình về, nghe không? Đi, mình về đi em. Ở đây lâu không có tốt đâu. Dữ vậy? Bộ mày thất tình hay sao mà vào đây ngồi vậy? Làm gì có, buồn buồn vô đây nghe nhạc thôi à. Uống đi. Thôi, hôm nay tao chạy xe. Trời ơi, rượu này nó nhẹ lắm, với lại uống có chút xíu chẳng xi nhê gì cả. Cứ uống đi. Ok. Nè, vô. Hết nha. Ờ. Anh Hùng đưa em tới đây được rồi, anh về đi. Cảm ơn anh đã cứu em. Em cảm ơn anh mấy chục lần rồi đó. Thôi vô nhà đi, để ông bà đợi. Dạ, để em trả anh cái áo. Thôi được rồi, khi nào gặp rồi trả anh cũng được mà. Dạ. Em vô nhà nha. Đi được không đó? Dạ được. Bà ơi, hay bà vô ghế ngồi đi, để con canh cho. Nè, bà uống miếng nước đi. Ông bà ơi, Xuân nó về. Hả? Xuân. Xuân. Ngoại, con sao vậy hả? Sao mặt mày bầm tím hết trơn vậy nè? Con có bị gì nữa không hả? Dạ không, con chỉ bị té xe thôi ngoại.
té xe hả? Trời ơi, xe của con đâu rồi? Con gửi sữa ra ngoài. Trời ơi, nó lại khổ vậy nè. Xuân ơi là Xuân, con đi đâu mấy ngày nay mà con không nói cho ông bà ngoại biết một tiếng vậy con? Dạ. Sao vậy con? Con sao vậy? Dạ con Dạ thưa ông bà, chắc là nó bị quẹt sang vậy á, chắc nó mệt lắm. Hay là để cho Xuân nó vô nó nghỉ đi, ngày mai mình hỏi cũng được ha ông bà ha. Con mà không về là ngoại chết đâu nghe con. Dạ giờ cho Xuân vô nghỉ nha ông bà. Đi vô bà sức dầu cho. Dạ. Đi con. Tại sao thằng Hùng lại giao cho Thắng Thẹo hết mấy cái địa bàn mà khó khăn lắm mới lấy được? Nó muốn cái gì đây? Tại sao mình không hề biết cái chuyện này gì cả? Anh bỏ tất cả đi, về với em với ông bà ngoại đi, đừng có làm chuyện phi pháp nữa, được không anh? Anh ơi. Dạ. Cho xe chạy thẳng tới quán bar Enjoy. Dạ. Mấy ngày nay thằng Hùng có cái vẻ gì đó rất mờ ám. Chú, con đi đâu mà giờ này mới về? Dạ, con có công chuyện nên về hơi trễ. Việc gì vậy? Dạ, cũng không có gì đâu chú. Mấy bữa nay nó đi đâu đến khuya mới về? Không lẽ cái đứa mình tin tưởng nhất lại là đứa phản bội mình? Thật là tức chết đi mình. Dạ anh hai. Dạ, em chào anh hai. Thằng Hùng đâu? Dạ. Tụi bay đi đâu giờ này mới về? Dạ. Tụi mày tính qua mặt tao phải không? Dạ. Dạ không đại ca. Dạ em không bao giờ có ý đó đâu đại ca. Vậy hai thằng mày giải thích đi. Hai thằng mày thông đồng với thằng Hùng lấy địa bàn của tao giao cho thằng Hai Hổ, đúng không? Tụi mày tính tạo phản phải không? Dạ, anh hai. Chưa bao giờ tụi em dám có suy nghĩ đó đâu anh hai. Vậy sao tụi mày dám qua mặt tao? Thằng nào cầm đầu? Dạ em đại ca. Mày thằng khốn. Sao? Chưa gì mà dám tạo phản hả? Dạ. Em van xin đại ca. Đại ca hãy xem xét lại. Em chưa bao giờ có ý hại thầy đại ca. Chỉ vì em thua bại, em không có tiền trả nợ, cho nên em đã mang địa bàn đi cầm. Mày điên hả? Mày ăn gan trời sao? Dạ em xin lỗi đại ca. Lỗi là do em. Xin đại ca cứ thẳng tay trừng trị em đi đại ca. Mày nghe mày. À sao? Đại ca, em xin đại ca tha cho anh Sáu lần này đi đại ca. Đại ca, em xin đại ca mà. Đại ca, tha cho anh Sáu đi đại ca. Anh Sáu. Em xin đại ca, hãy tha lỗi cho em biết lỗi đi đại ca. Đại ca, em xin đại ca. Được, tao sẽ bỏ qua cho mày, vì mày là thằng có tình có nghĩa. Mày đã theo tao bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ tao còn muốn thấy mặt mày nữa. Mày lấy đồ ra khỏi nhà tao đi. Đại ca.
Anh Sáu, có sao không anh Sáu? Hay là để em đưa anh vô bệnh viện nha. Không sao đâu. Trời ơi, tại sao anh làm như vậy chứ? Mày nghĩ đi, bây giờ nhìn qua nhìn lại có mấy anh em, tao lớn nhất, tao không làm vậy thì ai làm? Còn thằng Hùng thì đang gặp khó khăn, tao nhận thay cho nó có sao đâu. Em hiểu rồi, nhưng mà sao không để em nhận cho? Anh lớn tuổi rồi. Mà thôi, chắc anh hai đang tức giận nên nói vậy thôi, chứ sao nỡ bỏ anh em mình được. Mà anh đừng có đi nghe anh Sáu. Thằng Hùng nó đi rồi, bây giờ anh mà đi nữa còn có mình em thôi đó. Mày đừng có ủy mày như vậy. Bây giờ anh hai không cần tao nữa, mày phải ở lại bên cạnh để chăm sóc cho anh, hiểu chưa? Không được. Nhưng mà không có nhân gì hết. Chẳng lẽ mày quên hết những lời thề trước đây, lúc anh hai cứu mày hả? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu không có anh, giờ này tôi thành một cái xác không hồn rồi. Không có gì đâu. Chẳng qua tôi thấy một đám người đánh có một người, nên tôi mới ra tay. Mà chú làm gì mà tụi nó đánh chú như vậy? Không giấu gì anh, do tôi chán nản chuyện gia đình nên tôi mới rủ chè cờ bạc. Đồ đạc trong nhà tôi bán hết. Cuối cùng căn nhà tôi cũng bán luôn. Sau đó tôi mượn tiền một giang hồ. Tôi thiếu nợ tiền của bọn chúng nên bọn chúng đánh tôi để đòi nợ. Hiểu rồi. Sao? Dạ. Đưa nó vô trong băng bó vết thương. Kêu thằng Sơn nấu cái gì cho nó ăn. Dạ. Dạ dạ. Em xin anh. Em lại anh. Anh cho em ở lại đây đi. Em xin anh mà. Em nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp công ơn cho anh. Anh cho em làm cái gì cũng được, miễn sao là em được làm việc cho anh được rồi. Em xin anh. Chú mày làm được cái gì không mà đòi làm việc cho anh? Dạ không. Nhưng mà anh sai cái gì tôi làm cái đó. Kể cả anh kia chú chết, chú cũng chết sao? Em xin sẵn sàng. Thôi được rồi, chú ở lại đây. Dạ, em cảm ơn anh. Được rồi, đứng lên đi. Nghe khi lắm chú em. Chúc mừng đã gia nhập với gia đình chúng tôi. Anh là Sáu, Tư là Sáu Bụi, còn chú em. Em chào anh Sáu. Em là Tám. Anh Sáu cũng kêu em là Tám Lạng. Em vẫn nhớ lời hứa của mình mà. Vì vậy, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, em vẫn phải ở bên cạnh để chăm lo cho anh. Nghe rõ chưa? Rồi, đừng có uống nữa. Thấy chưa, đã nói đừng uống nữa rồi mà. Thôi, vậy đủ rồi, đừng uống nữa nha. Nè, tao đưa mày về nha. Mày đưa tao ra taxi về nha, tao xỉn quá rồi. Em ơi, tính tiền. Nè, không có đâu nha. Taxi!
taxi. Mẹ, cô đi đâu? Gói mà. Anh đưa về 100 quà giáng thụ nha. Dạ, cô đưa cổ lên xe đi. Anh ơi, về tới đó khoảng bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 150 ngàn. Gần 200 ngàn hả? Nè, anh, em đưa anh luôn 200. Dạ. Khi nào tới nơi anh chịu khó đỡ nó xuống nha. Dạ, nó say quá rồi. Cảm ơn dạ. Anh vô đây chơi hả? Dạ, của anh chị đây. À, cho anh một cái ly nữa nghe. Dạ. Thì cuộc sống mà anh, đôi khi mình buồn, mình phải kiếm chỗ nào đó để giải khuây chứ. Sao anh đi có một mình? Anh cũng giống như em thôi. Vào đây chung hay quả. À, em có gọi điện cho anh mấy lần nhưng mà anh không có nghe máy của em. Bộ anh không thích nói chuyện với em hả? Ủa mà em vô đây với ai vậy? Em chỉ đi có một mình, anh cũng thấy rồi đó. Hả? Em cũng thích vô đây nghe nhạc hả? Dạ, ly của chị đây. Cảm ơn em. Dạ. Mời em. Mời anh. Mời. Mời. Em hỏi thiệt anh nha, tại sao anh lại không nghe điện thoại của em? Tại lúc đó anh đang bận công việc cho nên anh không nghe máy của em được. Xin lỗi nghe. Coi như là em tạm thời chấp nhận câu trả lời của anh. Nhưng mà anh cũng hay về đây lắm hả? Đâu có, thỉnh thoảng thôi ạ. Em thấy á, anh sống rất nội tâm. Ghê vậy ta. Em mới gặp anh được có 2 lần à. Vậy mà đoán được tính cách của anh rồi hả? Không phải là đoán. Nhưng mà em có nghe người ta nói á, là nếu như mà một người nào đó mà thích nghe nhạc một mình như vậy á, là người sống rất tình cảm và nội tâm. Thì ra MC bụng em ra bụng anh hả? Thật ra anh cũng chẳng hiểu được tính cách của anh. Vậy mà hôm nay lại có người đoán được tính cách của anh đây. Thú vị đó. Em chỉ nói đại thôi mà không ngờ chú. Dúc. Em thấy anh uống hơi nhiều. Hôm nay anh có chuyện buồn hả? Đâu có. Bộ có chuyện buồn mới uống được hả? Nè, em chỉ lo cho anh thôi. Khuya rồi, anh đi về đi. Vậy sao khuya rồi em không về đi? Anh hỏi khó trả lời quá đúng không? Thật ra anh cũng giống như em thôi. Thích sống theo sở thích
là sao? Không hiểu hả? Vậy là thích cái gì thì làm cái đó à? Không có một quy định cụ thể nào cho bản thân của mình hết, hiểu chưa? Nè, anh á, có một đặc điểm khác giới hoàn toàn với người đàn ông khác. Anh có biết là gì không? Thôi, không nói nữa. Chuyện đó bữa sau mình nói đi ha. Bữa sau hả? Ừ. Thì là mình còn gặp nữa hả anh? Vô. Em thấy là anh đã uống nhiều quá rồi. Em đừng có cản. Những lúc như thế này á, chỉ có rượu, rượu mới làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Đừng uống nữa. Em xin lỗi nãy. Đã sống với anh gần 20 mấy năm mà chưa làm được tích sự gì cho anh. Anh Sáu, anh đi thiệt sao? Chắc là không còn cách nào khác đâu. Có lẽ giữa anh và anh Hai đã hết duyên rồi. Tám, em hãy nhớ những lời anh dặn nè. Từ đây về sau, làm cái gì cũng hết sức bình tĩnh, sáng suốt, không được nóng nảy nghe chưa? Nhưng mà anh Sáu à, bây giờ anh tính đi đâu? Anh làm cái gì để sống chứ? Thằng Hùng, anh và em, giàu sinh ra tử, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Hôm nay mọi chuyện lại rối tung lên. Thằng Hùng nó đi rồi, bây giờ anh đi nữa, ai giúp đại ca? Anh có biết thằng Thắng Thẹo nó đang rình rập, nó chờ cơ hội để hại chúng ta không? Lúc này anh em mình đang yếu thế, nó chắc chắn ra tay ngay thôi. Vô. Anh đừng uống nhiều. Anh Hùng à, không có sao đâu, đừng có lo. Em ơi, tính tiền. Em đưa anh về nha, anh say rồi. Anh Hùng. Nè. Chị ơi, mình tính tiền của chị đây. Tôi chừng té bây giờ. Dạ cho em gửi. Nè anh à, coi chừng quá đấy, giữ cho em nè. Ủa sao tính cứ mỗi trái cây vậy? Còn chai rượu tiền sao? Dạ chai rượu này là của ông chủ tặng anh Hùng ạ. Vậy dạ. Hả? Chị gửi em nha. Cảm ơn chị. Nè. Cô để tôi phụ cho. Sao?
Cảm ơn anh nha. Anh ổn không? Bây giờ anh muốn về đâu em đưa anh về? Không biết nữa. Đi đâu cũng được hết á, miễn là đừng có về nhà. Đi đâu cũng được nhưng mà đi đâu? Bây giờ anh phải nghĩ ra là anh muốn tới chỗ nào thì em mới đưa anh tới đó. Trời ơi, tôi đã nói là tôi không biết. Bây giờ thôi, cho tôi đi đi. Đừng đi theo tôi nữa. Này, để tôi tự đó, đi. Anh đang bị xỉn, làm sao em để anh đi đâu được? Trói lại cho hết nhoi. Rồi, giờ đi đâu? Anh Hùng. Anh Hùng. Em biết làm gì với anh bây giờ? Anh rất mừng. Anh em mình chung sống với nhau hơn mười mấy năm nay, bây giờ anh mới thấy mày là một người sâu sắc, biết phân tích mọi chuyện. Chẳng qua tại anh xem thường thằng em này quá thôi. Làm gì có chuyện anh xem thường mấy đứa. Lúc nào anh cũng quý trọng mấy em. Anh xem mấy đứa như là em ruột của anh vậy. Vậy là anh quyết định không đi đúng không? Cũng vì anh thấy anh là một thằng vô tích sự, anh không giúp được gì cho anh hai, cho nên anh cắn rứt lương tâm và anh muốn đi. Còn chuyện của thằng Hùng, anh em mình phải hiểu cho nó. Anh thấy việc anh đứng ra nhận lỗi cho nó cũng đúng thôi. Nếu như anh em mình nằm trong hoàn cảnh của nó thì mình cũng sẽ làm như vậy. Anh em mình sống trong giang hồ bao nhiêu năm, không gia đình, không họ hàng thân thiết, nên muốn hy sinh cho ai đó giống như thằng Hùng cũng chẳng có ai xứng đáng để mình hy sinh. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có anh em mình với nhau, nên mình dành sự hy sinh đó cho anh em là đủ rồi. Bởi vậy nhiều khi em cảm thấy anh em mình thật thiệt thôi, không được may mắn như những người khác. Anh em mình sống lang bạc ở trong giang hồ, sống trái pháp luật, nhưng rồi bao nhiêu năm qua mình cũng chẳng được cái gì, chỉ được mỗi một cái em út trong giới giang hồ nể sợ. Anh không biết rồi sau này anh em mình có phải trả giá đắt không. Anh thấy những người nghèo khổ, họ làm việc vất vả cực lực từ ngày này qua ngày khác, anh ganh tị với cuộc sống của họ. Mặc dù phải làm việc mệt nhọc mà tinh thần của họ luôn luôn thoải mái. Anh nói cũng phải, nhưng nếu anh em mình rửa tay gác kiếm thì anh hai phải làm sao đây? Thì đó, cũng chính vì vậy mà anh em mình phải suy nghĩ cho thật kỹ. Hay là hôm nào anh hai vui vẻ, anh em mình nói chuyện lại với anh hai coi sao. Em cũng đã biết tính của anh hai rồi. Anh đã sống với cái nghề này gần suốt cuộc đời, nó đã ăn sâu vào máu của anh. Bây giờ anh em mình mà nói ra thì anh hai lại suy nghĩ anh em mình muốn tạo phản. Em thấy coi bộ cũng khó. Thôi, để từ từ rồi anh tính. Anh có gì buồn sao anh lại không nói ra để em cùng chia sẻ? Anh cứ để trong lòng hoài như vậy, anh không thấy mệt mỏi sao? Em rất mong được chia sẻ phần nào nỗi buồn của anh. Anh có biết là anh là người em rất ấn tượng. Anh rất mạnh mẽ,
một người đàn ông mà em thầm mong đợi. Một người có thể sẻ chia, bảo vệ và che chở cho em mỗi lúc em cảm thấy mình mệt mỏi, ngã gục vì cuộc sống. Em đã nghĩ về anh rất là nhiều kể từ lần đầu tiên gặp đó. Đến khi nào thì anh mới quay trở về với em và ông bà ngoại đấy anh? Sao tự nhiên em thấy lo cho anh quá? Em muốn một cuộc sống lúc nào cũng có anh bên cạnh. Em cần anh.